Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Bản tin sáng nay, thứ ba, ngày 12 tháng 1 sẽ được mở đầu bằng những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN. Theo báo cáo của tập đoàn PVN, năm 2020 là năm khó khăn nhất trong lịch sử ngành dầu khí Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Với nỗ lực vượt khó khăn, tập đoàn vẫn đóng góp 83.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, đạt trên 100% kế hoạch giao. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 17,5 nghìn tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tập đoàn cần tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn liền công tác chính trị tư tưởng với công tác cán bộ để toàn đảng bộ có sức sống mới, vượt qua khó khăn. Khắc phục trong chỉ đạo các dự án nhóm A triển khai chậm, giải ngân thấp, cần tập trung giải quyết tình trạng còn nhiều đơn vị hoạt động chưa thực sự hiệu quả, bộ máy còn cồng kềnh. Đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng khoa học công nghệ cho sản xuất kinh doanh, sản phẩm mới, chất lượng cao, nhất là tận dụng các hiệp định thương mại tự do Việt Nam. Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu tắt sóng truyền hình tương tự mặt đất, chuyển sang truyền hình số vào năm 2020 sau 9 năm triển khai. Theo đó Việt Nam đứng thứ 5 trên 10 nước ASEAN, thứ 78 trên 193 nước trên thế giới về hoàn thành số hóa truyền hình. Theo đánh giá Việt Nam thuộc nhóm nước đi trước về việc tắt sóng truyền hình tương tự, đạt và vượt tất cả mục tiêu ban đầu đề ra của đề án số hóa truyền hình, đúng mục tiêu tắt sóng vào năm 2020. Các nước ASEAN đã hoàn thành trước Việt Nam gồm Brunei, vào năm 2017, Singapore vào năm 2019, Malaysia vào năm 2019 và Thái Lan vào năm 2020. Việc tắt sóng truyền hình tương tự được thực hiện theo 4 giai đoạn với 4 nhóm tỉnh từ thu nhập cao đến thu nhập thấp. Việt Nam cũng đi thẳng vào công nghệ tiên tiến là DVB-T2 và là một trong 6 nước đầu tiên trên thế giới dùng công nghệ này bỏ qua công nghệ DVB-T. Nhờ số hóa truyền hình, lượng thông tin được truyền tải tới người dân tăng gấp nhiều lần. Trước đây người dân chỉ xem được khoảng 4 kênh truyền hình quốc gia và một kênh địa phương, nay đã có thêm 15 đến 20 kênh thông tin giải trí chất lượng HD. Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp chung hiện là 2,48% ở khu vực thành thị xuống dưới 4%, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới. Trong 5 năm qua, toàn ngành lao động thương binh và xã hội kiên trì thực hiện các mục tiêu, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đồng thời tạo ra những đột phá, tạo dấu ấn nổi bật. 5 năm, cả nước tạo việc làm mới cho hơn 8 triệu lao động, hơn 635.000 người đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt tới 27% chỉ tiêu. Triển khai nghị quyết số 42 và quyết định số 15, chính phủ và các địa phương trong đại dịch Covid-19 đã hỗ trợ 31,5 nghìn tỷ đồng, đảm bảo đời sống và hỗ trợ việc làm cho người dân, người lao động. Trong đó ngân sách nhà nước chi trực tiếp 12,9 nghìn tỷ đồng cho trên 13 triệu người dân bị ảnh hưởng, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động, giúp ổn định tình hình lao động. Đến nay, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết tình hình lao động, việc làm cơ bản trở lại trong trạng thái bình thường. Ngày 11 tháng 1, đỉnh núi Ô Quy Hồ giáp danh hai tỉnh Lào Cai, Lai Châu và xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai xuất hiện tuyết rơi. Nhiều đoạn trên các tuyến đường lên hai khu vực này phủ tuyết trắng, đóng băng, sương mù dày đặc khiến giao thông khó khăn. Nhiều xe bị mất lái do đường trơn, lao vào vách núi, song do tốc độ chậm nên may mắn không xảy ra tai nạn. Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết, cơ quan này đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh miền núi làm sạch đinh phản quang, tấm dán phản quang trên các tuyến quốc lộ để đảm bảo an toàn cho phương tiện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lên đường miền núi do thời tiết lạnh, nhiệt độ cơ thể thay đổi ảnh hưởng đến việc điều khiển xe, có thể mất an toàn giao thông. Cùng ngày, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng nắm bắt thông tin và cảnh báo tình hình băng tuyết, tổ chức giao thông hợp lý như giảm tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn, sử dụng đèn. Các địa phương bố trí lực lượng phương tiện để dọn dẹp băng tuyết đóng trên mặt đường, hạn chế lưu thông khi tình hình trở nên nguy hiểm. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng yêu cầu nghiên cứu ban hành quy định về tổ chức giao thông, hướng dẫn về đảm bảo khi có băng tuyết để triển khai thực hiện khi có tình huống tương tự. Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan an ninh điều tra đối với tiếp viên hàng không là bệnh nhân COVID-19 số 1342 để điều tra về hành vi lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015. Trước đó ngày 3 tháng 12 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Bệnh nhân số 1342 là tiếp viên hàng không đã tiếp xúc với người dương tính trong khu cách ly. Sau khi xét nghiệm hai lần kết quả âm tính vào ngày 15 và ngày 18 tháng 11, tiếp viên hàng không được về cách ly tại nhà trọ. Trong quá trình cách ly, tiếp viên này có tiếp xúc trực tiếp với nhiều người gây lây lan dịch bệnh. Theo đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh khi cả hệ thống chính trị đã và đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh nhưng chỉ một người chủ quan thiếu ý thức chấp hành pháp luật sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng phải xử lý nghiêm. Xác minh vụ việc, cơ quan an ninh điều tra xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Chỉ trong vòng 10 tuần, thế giới có số ca nhiễm COVID-19 tăng gấp đôi cuối tháng 10 năm 2020. Số ca nhiễm COVID-19 mới trên toàn thế giới là 45 triệu ca so với con số 90 triệu ca nhiễm hiện nay. Nhiều nước đang cạnh tranh gay gắt để sở hữu được vaccine ngừa COVID-19, trước tiên là cho những nhóm người dễ bị tổn thương. Nhiều nước đang siết chặt các biện pháp để ngăn ngừa virus biến thể, đặc biệt là tại châu Âu. Một loạt nước châu Âu hôm qua đã gia tăng phong tỏa phòng dịch do số lây nhiễm và tử vong lại có chiều hướng gia tăng trở lại. Dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng, trong đó có cả virus biến chủng. Ngày hôm qua, tổng số tử vong vì COVID-19 tại Bỉ đã vượt qua con số 20.000. Số người chết vì COVID-19 là 20.000 trong một đất nước nhỏ, có số dân chỉ sấp xỉ dân số của thành phố Hồ Chí Minh là rất nhiều. Tiêm chủng đang được đẩy nhanh và ở Bỉ đang áp dụng cách chia một lọ vaccine 5 liều thành 6 liều như vậy có thể tăng tốc độ tiêm chủng lên 20% với cùng một số lượng vaccine. Các thử nghiệm cho thấy cách làm này vẫn giữ nguyên hiệu quả của vaccine. Bỉ là nước có tỷ lệ tử vong trên dân số cao nhất châu Âu, còn tính về tổng số tử vong thì cao nhất lúc này là Vương quốc Anh và Italy. Các nước châu Âu đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Ở Anh đã thiết lập nhiều điểm tiêm chủng ở sân vận động hay quảng trường, với mục tiêu mỗi tuần tiêm chủng cho 2 triệu người. Nước Đức cũng đã tiêm chủng cho được 500.000 người. Từ nay tới hết tháng sau, các nước vẫn tiếp tục phong tỏa, thậm chí siết chặt thêm vì lo ngại sau dịp Noel và Tết Dương Lịch, dịch bùng phát trở lại. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin tức trong tỉnh. Sáng ngày 11 tháng 1, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố gồm ông Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, bà Nguyễn Thị Thúy Anh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Ông Lê Trung Hiếu, phó ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri thành phố Cao Bằng sau kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo với đại diện cử tri 11 phường xã về kết quả kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh năm 2020. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021 thông báo kết quả trả lời giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cử tri các phường xã đề nghị ngân hàng chính sách xã hội phân bổ thêm nguồn vốn để người dân có điều kiện vay giải quyết việc làm. Cử tri phường Hòa Trung kiến nghị nhà nước cần sớm triển khai dự án đường tránh nối quốc lộ 34, cần có biện pháp hỗ trợ đất tái định cư cho 5 hộ dân nằm trong diện sạt lở do thực hiện dự án đường tránh nối quốc lộ 34 tại tổ 6 và tổ 7. Cử tri xã Hưng Đạo kiến nghị cần xem xét lại quy trình đền bù thu hồi đất để thực hiện dự án kẻ chống sạt lở bờ sông Bằng đoạn qua địa bàn xã. Cử tri phường Hợp Giang kiến nghị cần công khai thiết kế dự án kẻ bờ trái sông Hiến cho người dân được biết và cần bố trí lối lên xuống bờ sông để người dân thuận tiện trong việc thực hiện canh tác và sản xuất nông nghiệp dọc theo kẻ bờ sông. Tuyến đường Chu Trinh Hồng Nam vừa nghiệm thu bàn giao được một năm đã bị xuống cấp, mặt đường bong chóc, cử tri phường Ngọc Xuân kiến nghị cần bố trí quỹ đất và kinh phí để nâng cấp, tu sửa và xây dựng mới nhà văn hóa cho các tổ xóm sau khi sắp nhập. Việc cấp giấy chứng nhận cho bà con nhân dân còn chậm, thủ tục còn dườm già. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri các phường xã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời các kiến nghị của cử tri liên quan đến các dự án kè chống sạt lở bờ sông Hiến, sông Bằng tại địa bàn các phường Hợp Giang, Hòa Trung, Sông Hiến, Ngọc Xuân và Hưng Đạo. Đồng thời mong muốn cử tri các phường xã tiếp tục quan tâm kiến nghị, đóng góp góp ý nhiều ý kiến để Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời nắm bắt và có chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Hà Ngọc Giáp, bí thư thành ủy trả lời và giải đáp một số ý kiến kiến nghị của cử tri. Đối với các ý kiến kiến nghị liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành của tỉnh, tổ đại biểu sẽ tổng hợp gửi đến các ngành chức năng xem xét giải quyết. Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho các đồng chí lãnh đạo, đại biểu của tỉnh Cao Bằng đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Theo đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thống kê, lập danh sách, đề ra phương án tổ chức cấp tại các cuộc họp hoặc nhà riêng phù hợp với tình hình thực tế của từng đối tượng. Tại các điểm thu nhận, cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính đã tiến hành thu nhận thông tin cơ bản của công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, đặc điểm nhận dạng, thu nhận vân tay lăn, chụp ảnh thẻ căn cước công dân, lưu, in phiếu thu thập dữ liệu công dân để công dân kiểm tra, đối chiếu, ký xác nhận. Đợt cấp căn cước công dân cho các đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc và các lão thành cách mạng, góp phần tuyên truyền về thẻ căn cước công dân có nhiều ưu điểm hơn so với các giấy tờ tùy thân hiện nay thẻ có dung lượng lớn hơn cho phép tích hợp nhiều thông tin của công dân hơn, đồng thời liên thông đến các thông tin khác như bảo hiểm xã hội, giấy khai sinh, giấy phép lái xe, thuận tiện cho người dân trong các hoạt động đi lại, giao dịch. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh triển khai cấp thẻ căn cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh. Phần đầu đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 sẽ thực hiện hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho đối tượng từ đủ 14 tuổi trở lên. Năm 2020, ngành thuế thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới suy giảm do đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên toàn cầu. Với sự quyết tâm cao của cán bộ, công chức thuế và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành thuế cao bằng đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu nội địa, cùng 55 trên 63 tỉnh, thành phố cả nước hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu năm 2020. Tổng thu nội địa được 1.771,7 tỷ đồng, vượt 41,2% dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 10,7% dự toán Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, vượt 8% dự toán phân đấu Tổng cục Thuế giao, bằng 93,4% so với cùng kỳ năm 2019. So với dự toán Bộ Tài chính, có 8 trên 14 khoản thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trong đó một số khoản thu đạt cao như thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương vượt 1%, thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh vượt 22,7%, thu tiền sử dụng đất vượt 548,3%. So với dự toán, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh giao có 8 trên 15 khoản thu đạt và vượt dự toán, trong đó một số khoản đạt cao như thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh vượt 11,5%, thu tiền sử dụng đất vượt 70,2%, thu tiền cho thuê đất vượt 33,5% so với cùng kỳ năm 2019 có 8 15 khoản tăng trưởng, trong đó một số khoản tăng trưởng cao như thu thuế công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14,8%, thuế thu nhập cá nhân tăng 26,7%. Kết thúc năm 2020, có 5 trên 10 địa phương là thành phố Cao Bằng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An và Nguyên Bình hoàn thành vượt dự toán Bộ Tài chính Giao và dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh Giao. Đối với cấp tỉnh, thu ngân sách nhà nước đạt 1.015,4 tỷ đồng, vượt 68,4% dự toán Bộ Tài chính giao, vượt 15,1% so với dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Cục thuế phối hợp với các sở ngành xây dựng kịch bản thu ngân sách, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ động thuế trong tình hình phòng chống dịch COVID-19. ban hành 172 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, 46 quyết định cưỡng chế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, hai quyết định cưỡng chế thu tiền tài sản của người nộp thuế do tổ chức cá nhân đang nắm giữ, công khai 725 lượt thông tin người nộp thuế còn nợ tiền thuế. Kết quả thu nợ năm 2020 hơn 309,7 tỷ đồng. Thuế nợ hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 284,9 tỷ đồng. Năm 2021, ngành thuế tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, giảm thiểu nợ động thuế. Theo dõi chặt chẽ, nắm bắt tình hình thu ngân sách nhà nước, thực hiện tốt công tác tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thực hiện dự toán và dự báo thu ngân sách nhà nước. Ngày 11 tháng 1, Đảng ủy quân sự huyện Bảo Lâm tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ năm 2020, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Đảng ủy quân sự huyện đã lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tham mưu thực hiện hiệu quả các phương án kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp. Tổ chức tiếp nhận cách ly hiệu quả phòng chống dịch COVID-19. Quản lý chặt chẽ sắp xếp đủ 100% đầu mối các đơn vị dự bị động viên, hiệp đồng huấn luyện dân quân dự bị đạt 100%. Công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ triển khai chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu. Đã bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh cho 702 học sinh, bồi dưỡng đối tượng 4 cho 194 học viên. Công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật tài chính, công tác chính sách hậu phương quân đội chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sĩ được thực hiện chặt chẽ. Năm 2021, Đảng ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, hoàn thành 100% kế hoạch, chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ, làm tốt công tác tuyển quân, sắp xếp quân nhân dự bị vào các đơn vị, hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện. Phần tin trong tỉnh vừa rồi đã khép lại bản tin 9 giờ 10 của Đài Phát thanh truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.